Ơi sướng 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 à, ngon biết rồi. Lời đầu tiên mình đi quay xin chào cô dì chú bác và anh chị em và các bạn đồng nghiệp một lời chào trân trọng nhất nha. Thì sáng hôm nay mình tiếp tục đi thăm mấy cái luồng lờ cá khu vực gần quan nè cả nhà. Thì sáng nay mình đi thăm thử luồng bẫy này có dính gì, ổ luồng lờ này có dính gì cho cả nhà xem không cả nhà ơi. Thì có dính gì mình chia sẻ cho cả nhà xem, cả nhà nhớ ủng hộ cho kênh của Minh TV nha. Thì kênh cũng đang phát triển cả nhà, cả nhà vô ủng hộ và chia sẻ cho mình có động lực làm tiếp mà cả nhà ơi. Thì bữa nay mình đi thăm được rồi, thăm cua nó kẹp gắt quá cả nhà ơi, đặt và có ba mấy cái, 30 cái mà nó kẹp gắt trâu cả chục cái cả nhà ơi, quá trời cua nó kẹp luôn. Thì chỗ này cá cũng nhiều lắm cả nhà ơi, mà có cái cua nó phá quá, cá nó dính chậm lắm cả nhà ơi. Thì chuyến thăm này thử còn 20 cái gì, 20 mấy cái gì nữa. Được rồi, chuyến này thử nó chạy cá khủng thì cho cả nhà xem cả nhà, mình chia sẻ đến cho cả nhà xem một ngày làm đi làm về mệt nhọc quá cả nhà, xem giải trí rồi nghe cả nhà. Rồi cả nhà nhớ ủng hộ kênh của Minh TV cả nhà. Thì sáng nay mình thăm luồng lờ này thử có chúng gì thì chia sẻ đến đây cho cả nhà cùng xem và đại gia đình cùng xem nha. Rồi cả nhà nhớ ủng hộ cho Minh TV nghe cả nhà. Rồi bây giờ không nói gì nữa thì mời cả nhà theo chân mình trải nghiệm chuyến thăm mấy cái luồng lờ cá khu vực gần quan nha cả nhà ơi. Rồi, let's go, mời cả nhà theo chân mình. Rồi buổi sáng thì mình chúc các bạn đồng nghiệp trúng lớn luôn nha. Trúng thật là nhiều cá, nhiều rắn nha cả nhà. Thì mình đi theo mình TV thì có đem theo mấy cái lò xe cua cả nhà. Có gác mình thay cả nhà với hai túi lứ với cây gậy ba chân với cái vỏ điện thoại mình nha. Thì bước vô đây thăm cái đầu tiên luôn cả nhà, sợ gió lại nó ngừ nó muốn xì xì cả nhà, gió chướng rồi. Đây cả nhà, đầu tiên cái này là rồi gì dính con cá lóc mà ăn không được nè cả nhà. Rồi dưới này có gì không? Rồi cái đầu tiên thấy là banh cái lờ luôn. Ơi, mấy anh cua này khóa quá rồi. Rồi, rồi cá nó cả nhà. Cá này là to. Tầm chín cũng đỡ đỡ. Cái này biết sao đây. Hy vọng là có hàng khủng cả nhà xem đây. Rồi, hộp luôn. Có gì ở đây? Gắt gì ở đây? Rồi, một lọ khàng khàng nữa. Ồ, để mình lấy cái lờ khác mình đặt lại rồi tới tiếp mình quay cả nhà xem cả nhà. Tối giờ anh không được có nhớ con cá nữa. Rồi đây là gắt không? Rồi chúng ta lót lại cả nhà. Không biết sao đây. Đây vô bụng. Rồi xong nữa. Dạ còn thấy cá là thấy nguy hiểm rồi. Rồi thiệt mà. Chán gì đâu trời. Cái thơm nữa cả nhà. Cái này chắc cá tung ra. Rồi. Ôi sớm giờ thăm không dính gì trơn trời. Để đây mình có con cái nè cả nhà. Mà thấy có dấu người ta đứng đây nè. Không biết ta làm gì mà ta xé thuốc ta bỏ đây nè. Ta câu cá gì đây nè. Mình không biết nè. Lộ qua đây nè cả nhà. Nè dấu lỗi đây nè. Mà hên quá cái lò mình còn, mình đặt mình còn muốn không thấy nữa nè cả nhà. Cái lò mình để ở đây nè. Chắc là khó vậy. Cái nè, đặt rồi dính con cá lóc nè.
nằm hết trời. Sao lỡ nó qua ngang luôn rồi. Trời, dính em gùa 3D nữa cả nhà ơi. Này dính em gùa 3D nè. Chỗ này là gọi nó dính con, giờ nó dính con nữa nè. Chẳng cặp luôn rồi. Dính gùa 3D nữa cả nhà. Gọi đây mình cũng dính con chỗ này luôn. Giờ không dính con nữa. Đường cặp luôn. Rồi đến giờ bắt nó về nuôi nó. Có một chuyện nữa cả nhà. Mình thấy cái lò này chắc mình nghi quá. Nè. Có người thăm cái gì cả nhà. Trời ơi. Có người thăm rồi. Mình đặt túi trong kia mà sao kéo ra ngoài này luôn nè. Có người kéo ra thăm rồi cả nhà. Trời ơi. Rách lỗ tràn khoàng luôn. Quá trời luôn. Rách lỗ nãy mong bỏ hôm luôn thay lỗ nè. Gì trời. Được gắn gâu cả nhà. Đặt trong đó đó. Rồi tới ngoài này luôn. Ta thấy cách người ta bỏ lại luôn nè cả nhà. Bó tay luôn. Rồi cuốn về luôn. Rồi tiếp tục cả nhà. Sớm giờ thăm không có cái nhớt con cá nữa trên trời. Đây có đặt cá nè. Rồi cái này cũng thấy im ru rồi. U nặng hết trời. Thấy ốc nổi giống. Rồi xong nữa. Lỗ đây nữa. 1, 2, 3 lỗ luôn. Khua dốc không? Hơi nản rồi đó. Rồi để xử lý cả nhà. Rồi tiếp tục thôi cả nhà. Bữa nay dắt bắt ốc về kho xả ăn quá. Thăm gì mà không chín gì chán quá. Này có gì không đây? Ồ, cái này có hàng cả nhà. Này, có hàng. Mới nhắc có hàng rồi cả nhà. Vô. Cái chè, cái lóc, cái gô gì quá trời. Này im nè. Quá đã cái này. Cái này. Này vô. 3, 5, 6 con cá gô. 2 con cá lóc. Có 3 cá lóc không cả nhà. Ừ, 3 cá lóc, con cá chê. 3 cá lóc, con cá chê cả nhà. Cái này nè. Ngon rồi, quýp rồi. Chúng được 1 cái rồi. À, sớm giờ thăm cả chục cái mới được 1 cái rồi trời. Nè nha. Quýp rồi cả nhà. Rồi để mình tới quay cả nhà xem nó cái nhà. Như này. Thế là gòi dính con mấy cá chê nè cả nhà. Nè không biết có gì không. Không có lò đâu rồi. Đây cái này nha. Ô nặng. Ừ. Được em cá chê, 2 em cua. Rồi, anh bắt ra cả nhà. Được 2 cá chê, 1 cua. Tiếp tục thôi cả nhà. Để có gì không đây. Thấy nhỏng đầu rồi cả nhà. Thấy con nhỏng đầu đó, mà thấy cái cua trống nữa đó. Còn cá nào ăn thôi đây. Rồi được cá gô mề chào á luôn cả nhà. Quá sướng rồi cá gô mề nè. Cua, ốc, cá sặc, cá rô. Cá gô quỵ. Cua chào á luôn. Gồ cho cả nhà xem. Gồ lâu năm rồi. Gồ đồng rồi, cái này là lâu năm lắm rồi cả nhà. Cả nhà. Hết biến cá gồ. Nó mập má ơi, hết biến nó mập. Quàng tay mình luôn cả nhà. Chà bán cá gồ luôn. Quá đã. Cả nhà ơi. Tôi vét lỗ là cắm câu cá nè.
cái lờ mình đặt trong đó đó mà không biết còn cái lờ không nữa. Hy vọng là còn cái lờ kìa. Ừ, còn cái lờ cả nhà ơi. Nè, người ta giác lỗ con cá đây nè. Mình đặt cái lờ sát bên đây luôn nè. Mình không thấy cả nhà ơi. Là anh thăm cái lò huyền thoại này cả nhà. Cái lò bữa đó tối đó dính nè. Dính con cá lóc khủng nè. Cái này nó hết rồi. Rồi thấy con cua nữa nè. Rồi có cả nhà ơi. Vô. Con gì đây? Ôi một cặp luôn cả nhà ơi. Ôi ôi. Hai con cua luôn. Vô nó cạp cái kẹp cái cá lóc này cả nhà, một cặp luôn, quả đã là cái cuối cùng, sướng sướng à. Cái này là rồi bữa mình ban đêm mình thăm dính con cá lóc khủng nữa nè cả nhà, cái này dính cặp nữa nè, cái cuối cùng nè, quả đã, quả quýp. Tính đâu phọc à, mình thăm đây rồi về nhà mình thăm mười mấy cái nhà nữa cả nhà ơi. Ở đây dính cá ít quá, cua nó xử lý mấy cái lợ hết trơn. Ở nhà coi không đã đâu, về bển mình thăm, còn bển chỗ nhà mình mười mấy cái nữa. Mình về bển mình thăm, mình quay cho cả nhà xem nữa cả nhà. Ở đây dính ít quá, bắt cá lóc ra cho cả nhà xem. Giờ sớm giờ đây, dính được mấy con cá lóc. Con này bị sặn hết trơn luôn cả nhà. Cua nó vô nó kẹp nè. Chóc dạ chóc dãy gì hết trơn đó nha. Con cá này chóc dãy hết trơn. Cá này mà mình không thăm nè, ngày mai là chiều nay nó ngủm nữa. Một em. Con này còn ngon nè cả nhà. Con này còn lành lặn nè. Cái anh này khá lắm. Cả nhà, con thứ hai. Trời ơi, xíu nữa cả nhà, bỏ vô lẹ cả nhà đây nhảy à, sớm giờ thăm có mấy con rồi, để mình xử lý mấy cái sặc chứ hai cua này cả nhà. Rồi giờ bển mình khu bển mà mười mấy cái mình quay tiếp với cả nhà xem. Khu này gần nhà mình có mười mấy cái nè. Ồ thấy có giật dữ rồi cả nhà. Đâu có gì ở đây? Ba con cá, hai cá phi, con cá rô uống nu luôn cả nhà, quá quýp à. Đây còn mười mấy cái bên kia thăm cua nó xử quá cả nhà, dính ít rồi. Cá rô ngon quá cả nhà, quá sướng. Hai cá phi nữa à, rồi họ tới tiếp quay cho cả nhà xem cả nhà, quá quý bà. Mà con cá nữa nè cả nhà, cái lợn ngỏng lên đây mà mới có hàng vô đây. Đó có nữa cả nhà, giật nữa rồi. Cái gì đây? Ủa dạ, quái thú cả nhà ơi. Ôi trời, quá trời cá rồi. Ôi trời. Dữ rồi, vô cả nhà. Vô quái thú rồi. Nè cả nhà ơi, giống quái thú nè. Tới không chịu rồi. Nó chạy bánh trơn luôn cả nhà. Ôi. Cả nhà ơi, giống nè. Ôi, quái thú rồi, vô mánh rồi cả nhà ơi. Hai cái à cả nhà, khu mới này mới hai cái mà cái nào cũng có hạn trơn cả nhà. Quả quỷ con cá lóc này rồi. Con này con quỷ chứ con cá lóc. Trời. Quá trời rồi. Con này cả nhà. Cả nhà giờ mới phanh nữa nè. Trời. Con này cả nhà giờ mỏ chạy bánh chân nè cả nhà. Con này. Ôi. Quá quỷ rồi. Quá sướng rồi cả nhà ơi. Ôi cái bụng nó nè. Cá này cả ký lô cả nhà ơi. Rồi nó bắt ra ngoài cho cả nhà xem nè. Để mà về em ghé bỏ quên cái chua quay nhà. Ui, nó bắt ra trời. Quá trời cá lóc rồi cả nhà ơi. Thôi để mình tắt máy bắt ra các mình soi cầm chân mình dưới nâng cá lóc nè cả nhà. Hết biết không cả nhà. Thôi nè cả nhà ơi. Quá sướng rồi.
quá đã cả nhà, ôi cá lóc nè, ôi cô nè, nó vô chạy đuổi trơn nè cả nhà, biết cá lóc rồi cả nhà, ôi cô nè, ôi cá này hơn 1 ký rồi cả nhà ơi, quá quý rồi, trời ơi, vô lâu rồi cả nhà ơi, mỏi chạy banh trơn, quá quý luôn rồi, cá lóc hết biết rồi, khỉ quái rồi. Ôi trời, cá lóc nè cả nhà ơi, quá trời trúng rồi, bữa nay cá bên đây trúng dữ ta, mới có hai cái mà cái nào cũng có hạn cho cả nhà ơi, quá đã rồi. Rồi để mình bỏ vô rồi tới tiếp quay cả nhà xem, cả nhà sướng sướng nè. Cá thứ ba cả nhà ơi, cái nhóm đầu nữa cả nhà, rồi nhóm đầu lên nữa nè, có dấu u nữa nè cả nhà ơi, dấu u nè, cái cá gì đây, có gì ở đây, rõ rõ có hàng nữa cả nhà ơi, sướng 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 rồi, quá quýp rồi. Ui rồi hàng khủng nữa cả nhà ơi, khủng long ma mút nữa rồi, rồi rồi quá trúng rồi cả nhà ơi, con này không thua con nãy, con này chắc cỡ 8 lạng 7 lạng à, quá sướng rồi cả nhà ơi, con này cũng vô lâu nè, mọi cái đuôi nó cũng hết nè cả nhà, cái mỏ nó chạy banh hết trơn cả nhà, bung sậy mình ra luôn nè cả nhà, quá quý rồi, ôi khủng long ma mút nữa rồi, con này nhỏ con nãy cả nhà ơi, quá trời rồi cả nhà ơi, nó nhảy mở cầm gan luôn nè, nó chui nè, quá quý rồi cả nhà ơi nha, trời trời ba cái nào không có hạn trơn cả nhà ơi, bung sậy luôn rồi, gãy sậy luôn rồi, quá đã rồi, để anh bắt ra cả nhà ơi. Có 8 lạng à. Ồ nó ú nè cả nhà ơi. Quá quýp rồi. Quá đã cả nhà ơi, coi nè. Quá trời sướng rồi. Rồi để mình bỏ vô cả nhà ơi, tới tiếp quay cả nhà xem cả nhà ơi, sướng rung tay luôn cả nhà ơi. Cá thứ tư. Có nữa hay gì cả nhà, nó giật giật cái lò nữa rồi. Đó. Ồ có nữa cả nhà ơi, sướng nữa rồi mấy con. Này có một em mà cả nhà ơi, em này nhỏ em này cũng ngon à, em này có 3 lạng à, cũng sướng cả nhà, quá quý mà, 3, 4 cái cái nào không có hạn chứ, trời sướng, khu vực này hôm nay nó chạy dữ rồi ta, quá sướng rồi. Sướng 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 rồi cả nhà ơi, không biết sao đây, mình thấy nó sửa cái lò mình lại nữa nè, có dấu u gì nữa đây, dấu u nằm gì không à, phòng cái gì rồi này, phòng cả nhà ơi, cái nóc không à, cái này chết à, rồi để mình đặt lại cả nhà, kế tiếp mình quay cho cả nhà xem nha. Kia dính đẹp quá mà, bên đây sao mà bên đây có 4 cái mà không có hồi âm gì hết trơn, này phọc luôn hay gì cả nhà ơi, phọc luôn còn nữa, ốc không rồi, mình lên tổng kết cá cả nhà xem, cả nhà thì thăm 2 chỗ cả nhà, quá sướng à nè cả nhà, có hai cá khủng trong đây, quá đã rồi cả nhà, rồi gắn với cua với ốc nè cả nhà, bao luôn cả nhà, gắn gâu nãy mình gỡ đó, rồi mình không có quay cả nhà xem nè, mình gỡ mới gắn gâu nữa với cua với ốc cả nhà, bên kia cả nhà à, với được chú rùa nè cả nhà, chú rùa 3D ở trong đây cũng ốc với cua đây nha, ốc với cua, quá thứ cua với ốc rồi, thì chùm cuối đây cả nhà, con này chùm cuối nè, quá khiếp, chùm cuối này cả nhà ơi nè, nhà dòng nè, trời trời chùm cuối hết biến, chùm cuối rồi, quá đã cả nhà ơi, quá sướng rồi nè, ôi con nè nó mọc, con này 1 ký mấy rồi cả nhà ơi, tay mình cầm còn giáp nữa nè cả nhà, thấy không, quá đỉnh, quá sướng cả nhà ơi.
thêm đây anh em nữa. Nè cả nhà, quá đã rồi. Nè cả nhà. Hai con hết biết rồi. Nè. Ôi một cặp khủng hoảng. Nè nha. Còn hai cá hết biết rồi. Cặp này không gần 2-3 kg rồi. Nè cả nhà. Quá đỉnh rồi. Khu vực bên đây có 10 cái mà cái này nè cả nhà. Quá đã nè. Một cặp hết biết. Dưới bên kia được cũng mớ cá lóc rồi cả nhà. Cá lóc bên kia cũng nhỏ nhỏ không có bự cả nhà. Dưới bên kia cua nó khóa quá, nó kẹp banh lờ mình trơn cả nhà. Nè. Qua anh em mới trúng được mấy cá lóc bự sướng cả nhà, mới ra có clip cho cả nhà xem cả nhà, chia sẻ cho cả nhà xem á. Cả nhà trải nghiệm cá lóc hết biết, cá lóc ngon. Cả nhà vô một bao luôn nè cả nhà. Quá đã. Thành quả được 2 bao. Bao cua, bao cua với gắn, với ốc, với bên đây là cá lóc cây gô. Quá đã cả nhà. Thì cuối video mình TV xin chúc cô dì chú bác và anh em, anh chị em và các bạn đồng nghiệp có ngày thật là nhiều niềm vui bên gia đình và người thân nha cả nhà. Rồi cả nhà cứ yêu mến mình, hãy cho mình một lượt like và một lượt xem và một lượt đăng ký cho mình, kênh mình càng ngày càng phát triển thêm nha cả nhà. Rồi mình TV xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong những clip sau. Bye bye.